Xin chào anh em, chứng mạnh các em, đây là chiếc camera Epic Cam và nó có độ phân giải là 720x1.0 megapixel. Và phía trước đây thì các bạn sẽ thấy là một hình ảnh của sản phẩm đây, Epic Cam nè. Và những cái thông tin ví dụ như là home security, nghĩa là bảo vệ của nhà của bạn. Và có thể là quan sát, chăm sóc trẻ em, người già hoặc là những chú cúng ở nhà nè. Cái đây thì các bạn có thể lắp ở mọi chỗ luôn nha, ví dụ như ở công ty, ở nhà hoặc là ở công trường gì đó vân vân. Hai bên đây sẽ là hai cái logo, đó là Epic Cam và phía sau sẽ là những cái tính năng của nó. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái tính năng đó là có thể là xem được trên điện thoại này, đàm thoại hai chiều, có thể là hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 64GB, độ phân giải đó là HD, hỗ trợ kết nối wifi hoặc là các bạn có thể là kết nối thẳng dây LAN luôn, và xoay được đó là 350 độ ngang và dọc đó là 100 độ. Và đây chính là những cái gì mà muốn nói đến bên ngoài hộp của cái sản phẩm Epic Cam này. Và nó có cái mã đó là Epic Cam E2, và mình sẽ là cung cấp một số thông tin đó là về thông số kỹ thuật của cái con Epic Cam này. Đối với sản phẩm Epic Cam E2 thì có độ phân giải là 1.0 megapixel, 720p, có thể là bắt sóng wifi xa đến từ 15 đến 20 m, hồng ngoại thì vẫn đó là 15 đến 20 m luôn, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa đó là 64GB. Bây giờ hãy cùng mình đó là mở hộp chiếc sản phẩm Epic Cam E2 này nhé. Và phía bên trong này thì các bạn sẽ thấy một miếng xốp để phía trên, và bắt gặp ngay đầu tiên đó là một cái hướng dẫn sử dụng, một cái sách hướng dẫn sử dụng. Nó có bằng tiếng Anh nha, nên các bạn chắc muốn xem thì có thể là xem được trên này. Đó, đây, phía sau đây thì nó có hỗ trợ luôn tiếng Việt nhé. Ok, và phía dưới này thì nó sẽ có một cái hộp nữa. Thì cái hộp này nó sẽ là chứa cái những cái phụ kiện của cái con camera Epic Cam này. Bên trong này thì sẽ có một cái bịch office để các bạn gắn lên tường, và một cái dây nguồn, một cục adapter nguồn và một cái nắp, cái khay này nè, cái này là cái khay để các bạn gắn cái con camera lên. Nó rất là dễ dàng, nó không phải như những cái bát khác nữa. Chút nữa mình sẽ nói cái công dụng này nó sẽ được bắt lên dễ dàng thế nào. Và chúng ta hãy cùng tới cái con nhân vật chính, đó là chiếc camera Epic Cam này. Đây chính là sản phẩm nhân vật chính của chúng ta. Thì mình sẽ nói với xung quanh bên ngoài. Ở đây sẽ có một cái thiết kế bằng vỏ nhựa cao cấp, và nó sẽ có tông màu trắng là chủ đạo. Phía bên hông này thì các bạn sẽ thấy một cái lo. Mặt trước thì sẽ có những cái dấu hiệu đèn như là wifi. Nếu mà các bạn bắt wifi thì nó sẽ hiện đèn lên ngay chỗ wifi. Nếu mà bắt LAN thì hiện đèn lên ngay chỗ cổng LAN. Và cái đây chính là cái cổng mic, một cái logo đó là Epic Cam. Phía ngồi sau thì các bạn sẽ thấy là một cái cổng nguồn, một cái chỗ để bạn gắn thẻ nhớ vào, và một cái cổng LAN, và một nút reset. Và cái nút reset mình rất là thích, đó là các bạn có thể nhắn bấm thẳng vào luôn. Không giống như những cái camera khác thì các bạn phải lấy tâm bấm vô, nó rất là bất tiện nha. Và phía trên đầu này thì các bạn sẽ thấy là với cái mẫu thiết kế nó có cái hình là xoắn ốc nè, nhìn trông rất là mắt. Và phía trước thì các bạn sẽ thấy là ống kính camera và 6 đèn hồng ngoại ở trong này. Nếu mà các bạn khởi động lên thì các bạn sẽ thấy là 6 đèn hồng ngoại nó sẽ hiện lên ở trong cái con chiếc Epic Cam E2 này nhé. Phía dưới các bạn sẽ thấy là một cái model, đó là E2, một cái password, đó là admin. Khi các bạn vào cái ứng dụng á thì các bạn có thể là nhập cái password này vào, và một cái mã quét QR để các bạn kết nối nhanh hơn, và một cái mã cam ID. Phía dưới thì vẫn có là 4 cái chân đế để đóng chày mà phía dưới và những cái khe tản nhiệt ở dưới đây. Ok, và bây giờ mình sẽ nói cái công dụng của chiếc đế này. Đó là khi các bạn bắn ốc vào cái này trên chân rồi nha, thì các bạn chỉ cần đắp vào và xoay theo cái hướng của nó là xong. Đấy, rất là tiện luôn. Và vừa rồi mình vừa mở hộp và nói qua những cái tính năng của chiếc Epic Cam E2 này. Thì theo như các anh em cảm nhận chiếc Epic Cam E2 này nó như thế nào, hãy nhớ để của mình luận phía dưới nha. Và hiện tại thì chiếc camera này đang có một mức giá khá là tốt trên trang, đó là smarthomehcm.com, và mình có để luôn cái link đường link phía dưới, kèm theo đó là số hotline để các bạn mua hàng nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các video lần sau.